tê chế đúng không? Thực ra là vỏ kim tươi cà phê, nhưng mà không có tiền chúng ta nhiều mà chúng ta để bằng kim, nó chỉ là như kiểu cái chọc đầu của bạn, không được nhiều, không bỏ cái ném đồ ném rồi, nó bỏ tiền nó mua đấy. Ai phân tầm chuyên nghiệp, chị chẳng you. Nice to meet you, King, huh? Oh, thank you. How are you, dear? Just fine. Yeah. Okay. Excellent. Yeah. Very good. Yeah, Monday we arrived to my hometown. Oh, that's fantastic. Everything goes well with you. Thank you. Về. Oh. Sao người bác vẫn toà gì? Sau này người ta chuyển sang ăn này nhiều hơn so với thằng này rồi. Không ăn hết đâu. Đúng rồi. Mà cái miếng bự lắm. Ăn thì hơi bị kìa. Tạm làm. Thằng con này là tôm khô. Thằng này đắt lắm luôn, ở bên quên là quên sắp hàng. Thank you.
Cho mình một cái broccoli and mushroom green pasta với một ame đá. Cháo sườn nhá, cái phần mình chọn nhưng người ta đã ăn cháo chay.